Dương Tử tiếp tục nhận vai nữ chính phim cổ trang, netizen phản ứng ra sao? Dương Tử cũng là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng của Cbiz, vì vậy các dự án phim của sao nữ luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Hiện tại, người hâm mộ đang mong đợi trường tương tư và một chính chính tình yêu của nàng tiểu hoa lên sóng. Được biết, Dương Tử đang trong thời gian nghỉ ngơi và lựa chọn kịch bản phim mới. Từ đây đã xuất hiện nguồn tin sắp tới cô nàng sẽ tiếp tục nhận vai chính trong một dự án phim cổ trang. Cụ thể, dự án cổ trang Mộc Lan Vu Trưởng Huynh đang chuẩn bị được khai máy. Phía đoàn làm phim đang liên hệ Dương Tử để mời cô vào vai nữ chính. Từ đây, nhiều ý kiến cho rằng nhờ lợi thế ngoại hình, nữ thần tượng sẽ nhận lời tham gia bộ phim này. Bên cạnh đó, có nhiều thông tin đưa ra cho biết sau 199 tình yêu, Dương Tử sẽ vào đoàn phim Thừa Hoang Ký trong dự án này tiểu hoa sẽ hợp tác cùng miễn nam dương hy công lược là hứa khải Tuy nhiên đến nay, thông tin cặp đôi 9X này sẽ tham gia thừa hoang ký vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên thì dù là dự án nào thì việc Dương Tử tham gia phim cổ trang mới đều khiến cho cư dân mạng cảm thấy không hài lòng. Bởi lẽ sau hương mực tự khói sương, các bộ cổ trang khác của nàng Tiểu Hoa đều không được lòng khán giả. Gần đây nhất là trầm Vụng hương phai cũng không gặt hái được thành công như mong đợi. Thậm chí, nhan sắc và diễn xuất của cô nàng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi đó, thì nhất là cô nàng địch lệ nhiệt ba đã dần chuyển hình với các tác phẩm chính kịch nếu dương tử vẫn chỉ quay cùng với phim cổ trang thì khó có thể làm lại kỳ phong địch thủ của mình tuy nhiên thì đây cũng chỉ là suy luận suy đoán của một bộ phận khán giả mà thôi thực hư thế nào phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới biết được